Sôm chùn rường Chùm niềm Vật thô xạ xịt Sôm lùm on cái Cứ rụp chùm rịp xua Mật nẹ sạp chả thăm mây sầy bỏ Chỉ vì xe nẹ công phung Tại miền vị bạc này hả Chỉ bần to từ tiệt ní Khi nhóm bát nâng lược dô rường Khám áo bật mùi chai chùn Bởi dì mật bàn sạp công san Công áo tùm tưng rộng chàm dũ Anh chơi lúc nè Tạm đàn sạp đôi tỏ từ Rường mùi nít đáy Cứ cát lang nơi khăn ông còn phụng bình Rương nâng đi dây ông bí bong sợi mình nè Đại quát chia mà nụ sợ lành châu chất nâu vật thổ xạ sật khám ai Khăn ông tía rõ bó quát cứ miên bố bình tự đào ý rõ bó chàng nụ Rụp châm lạc chơ có miên Rụp châm lạc thăm mò có miên Chạy cạch khăn ai tan niên buôn có miên Nộp rỡ nộp rửa xây chừng cổng khla tàl khát nâng rõ bó chì chàng tiệt Này dây ruộm cư miên sư tại cực gián Hai bà tía rõ bó quát tiền chôn kháng krau nâng chôn kháng lơ Cư bố bênh tự đào yếu rõ bó ở tiền nô Mưa tớ bệnh đô chia xả rạ một tí tối mùi ảnh chân Miên thang ngày mùi Quát có bàn thơ đồng ná tự lên nơi ai khát xìm riệp Lúc trở lọc mộng vinh Quát có bàn chiêu nơi rụp chùm lạc chơ rụp xây cực lẹ mùi Nâng tàl khát thùm mùi Hai bề dô có rộp bó tiền phí nút một đòi bà tía Cốt có ba nè riêng trong thua bị thi à phì xài Nâng bà sức thi phòng đáy muốn nâng dọc chôl Bà hai chìa mùi à tất cài mốc Bọn xảy nâng cốt có thua đầm ná tới khát bần tía miễn chế chùm nụn bầy thế ngày Lũ bề trở lọc một vinh Có sắp tay khơi như rụp chùm lạ xảy cực lẽ nút trở bàn kì bắt đầu tì tăng Dô có một đạn nơi cần lại anh thua tụt nhiều vinh Bọn xe nó quát một bàn khăn xâm ba ở vầy nụ tê Rùa mờ tư đã cần lấy nâng có xòm ở gian Anh chẳng quát có một bàn xua nôm tha nổ ná chi nẹ bắt đầu tì tàng đài Dục nụ đọt đáy Vì đại quát ở riêng trong ngụt tực Quát sát tại bàn khơi miên nề rì mình nẹ Sẽ liệt xâm phụt bài bò rán Hai mình miên bè áo đủ tế Cứ khơi cho nơi các bài chì rung ngồi ngật môi nầy bình tục tực Khơi bàn trầm một phát có rô lê bàn huynh tư Rùm lộn bình đục bàn bảo hà bì tự bầy thường ngày Mất ở rô bó quát bì bầy nẹ có bàn một lên đòn bà thẻ tài mặt đón Rùm miên cùng rôn tha nâng bọc bốn kia tự đá lên nơi ai bình tìa miền chây Dục nụ Bụ quát có bàn ông quý cho chạy kia lên nơi cân lành tự tụt nhiều Đòi miên đèn mật phê quát rùm nâng bóng chỉ đồn mùi rô bó quát bóng đài Cầm lòng bê lòng côi cho chạy khỉ lê nhu Nẹ cực nế có nì dây tha Rụp chùm lạ sầy cực lẽ nó hát đôi chì miền bình nhiên Rốt hồ vơ gần chân Cứ kê mới khơi bạp nâng cực nế tài mặt đòn Thằng ngày xa ai lãng Bọn sầy nâng mật phê ở rộp bọc quát Có nòm khỉ nế thua đầm nà tờ bần tì miền chây Tớ đó tì nô Vụ quát có nòm khỉ nế thua bị thí môi Đàm bầy ở rùm lực tớ đó ba rằm mây Đài căn vật thổ xạ sật tiền lái Nâng vật thậu bổ rán khám ai tiền ọ Bần tọa mốc Bọn xảy nâng có bàn tu rửa sạp tự bạp mạ rộp bọc quát nơi ai phần bình Thà ỏi chui ỏi thuốc nâng bánh tự ọp nơi lưu rộp bọc tiền lai khăn nông bà tia chùm nụ quạt phong Chụp nụ Ông xảy quát có bàn ỏi thuốc nâng bánh tự ọp tự lưu rộp bọc nơi chôn kháng kram Hai đời khi chân làng tự chôn kháng lứa Quát có bàn bà bọn chỉ đồn mùi rộp bọn xảy ỏi láng tự ỏi thuốc Nâng bánh tự ọp cường cơ nơi chôn kháng lứa nụ Nhi dây bị bọn chỉ đồn mùi đai láng tự ỏi thuốc nơi chôn kháng lứa Khả nạ công phung tay ông quý bọt chương lược đầy xâm phê Quát sạp tay tôi tuôn ở rộng tha Rụp chùm lạ nâng rụp thoát tiền lái Cứ xót tay công phung miên cha là ná Hồi thêm tiền công phung xâm lọ xâm lần mượt quạt tiệt phong Thừa ỏi quạt bứ xâm bol nâng tôi tuôn ở rộng tha trò chạy lang Rút quát có bà nhập rút cho từ cọng vinh Phạp mặt đáy rồi bỏ bọn sầy Ông nó có đi dạy thà Thò mặt đá rồi bỏ ở tiền nắng Bà có chỉ miền nhiên càng chạy chìa mặt khăn Cũng kết tràn bị chạy Bọn màn thằng ngày cọng mốc Bọn sầy nó có trở lọc một bị bình tiên miền chạy vinh Hai giúp lúc bê đàn mạ rồi bỏ bọn sầy Cùng phùng tài ông quý linh nơi lưu xà lòng chứ
គាត់ស្រាប់តែក្រឡេកទៅឃើញមានគេកំពុងដេកនៅពីក្រោមសាឡុងមួយទៀតចោលភ្នែកដកក្រហមឡែតសម្លឹងមើលមកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចរហូតស្រែកផ្អើលពេញក្នុងផ្ទះពេលបងស្រីមកដល់អ៊ំក៏រៀបរាប់ប្រាប់បងស្រីក៏និយាយប្រាប់ម្ដាយថាទាំងនោះគឺជាអ្នកថែរក្សារបស់របរអស់ទាំងនឹងឯង គេមិនធ្វើអ្វីយើងឡើយរួចទៅទើបអ៊ំស្រីនឹងគាត់បានស្ងប់ចិត្តមានអីយប់នោះស្រាប់តែមានគេទៅលេងបងស្រីនឹងដល់បន្ទប់តែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់គេងលក់មួយភាំងទៅហើយដល់ពេលប្រែខ្លួនបន្តិចគាត់ស្រាប់តែភ្ញាក់រួចក៏ឃើញទ្វារបន្ទប់ចំហថ្លុងគាត់ចម្លៃចិត្តខ្លាំងមែនទែនថាតើនរណាជាអ្នកបើករួមមុននឹងគេងគាត់បានបិទទ្វារចិត្តអស់ទៅហើយយ៉ាងណា គាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីច្រើនគឺគ្រាន់តែក្រោកទៅបិទទ្វាររួចក៏ចូលសំងំគេងបន្តលុះម៉ោង5ព្រឹកគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងស្វែងចែកតែម្ដងហើយគាត់បានក្រោកទៅឲ្យធូបគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះនិងនិយាយថាបើសិនអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះមានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីក៏សូមកុំប្រកែកប្រកាន់យកទោសយកបីអី លុះមេឃភ្លឺបងស្រីនឹងក៏ទៅទិញបបរយកមកហូបហូបបណ្ដើរចុះទូរស័ព្ទលេងបណ្ដើរលុះហូបចិត្តអស់ពាក់កណ្ដាលគាត់ស្រាប់តែបានឃើញឈាមមួយដំណក់បានស្រក់ចូលក្នុងចានបបរនោះវាគឺជាឈាមស្រស់ពណ៌ឡើងក្រហមឆើតតែម្ដងមិនមែនជាឈាមដុំពណ៌ខ្មៅដែលមានស្រាប់ក្នុងបបរនោះឡើយដោយគិតថាគេធ្វើអំពើដាក់រូបគាត់ គាត់ក៏ទូរស័ព្ទទៅសួរលោកគ្រូដែលធ្លាប់បានទិញវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហើយលោកគ្រូទាំងនោះក៏ណែនាំថាឲ្យបងស្រីនឹងរៀបចំធ្វើពិធីមួយទៅថ្ងៃដែលរៀបចំធ្វើពិធីរឿងចម្លែកមួយទៀតក៏បានកើតឡើងកម្មវិធីបានរៀបចំឡើងតាំងពីម៉ោង7លុះដល់ម៉ោង5ជាដប់បងស្រីនឹងក៏ឡើងទៅជាន់ខាងលើដើម្បីអុជធូបមួយសន្ទុះក្រោយមក គ្រប់គ្នាស្រាប់តែបានឃើញគាត់ខ្ទាតរមៀលធ្លាក់ចុះមុខតាមជណ្ដើរត្រឡប់ត្រឡិនតែម្នាក់ឯងមកប៉ះនឹងជើងពៀនដងវាយប្រាវតែម្ដងដល់ពេលគេសួរនាំគាត់ក៏ឆ្លើយថាមុននឹងគាត់បានឃើញមនុស្សជាច្រើននៅលើផ្ទះហើយពួកគេនោះគឺជាមនុស្សបុរាណដែលមានសម្បល់ស្បែកពណ៌ខ្មៅរលោងប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកគឺពួកគេមានក្បាលធំខ្លាំងណាស់ ធំសឹងតែប៉ុនចង្អេហើយបន្ទាប់ពីអុជធូបរួចស្រាប់តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់បានធាក់គាត់ចុះមកតែម្ដងហេតុការណ៍នឹងធ្វើឲ្យបងស្រីនោះបែរចិញ្ចើមផងដែរដោយគិតថាបារមីរបស់ដែលនៅខាងលើនោះខ្លាំងពូកែពួកគាត់ក៏នាំគ្នាធ្វើកិច្ចពិធីពីខាងក្រោមទៅដោយមិនហ៊ានឡើងទៅខាងលើឡើយយប់ស្អែកពេលដែលបងស្រីនឹងចេញពីបន្ទប់ទឹក គាត់ស្រាប់តែបានឃើញស្រីម្នាក់ស្លៀកក្បិនចងពងកំពុងតែអង្គុយលើថោឈើមួយហើយម្នាក់នឹងគឺកំពុងតែច្បូតសក់ប្រៀបដូចជានាងកុងហ៊ីងអញ្ចឹងហើយភ្នែករបស់នាងឡើងខ្មៅក្រឹបតែម្ដងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនប៉ុន្តែបងស្រីនឹងក៏ចេះតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាទាំងនោះវាមិនមែនជាខ្មោចឡើយកុំខ្លាចគេអី ពួកគេគឺជាបារមីថិតថែរក្សាវត្ថុដែលមាននៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគាត់នៅតែខ្លាចរួចក៏ប្រាប់ម៉ាក់របស់គាត់ផងដែរថាឲ្យជួយអុជធូបនិយាយឲ្យផងកុំឲ្យខ្មោចទាំងនោះមកលលេងយ៉ាងហ្នឹងកូនចៅខ្លាចមានអីក្រោយពេលអ៊ំស្រីអុជធូបរួចគាត់ក៏ចូលទៅសម្រាមយប់ជ្រៅបន្តិចស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ស្លៀកក្បិនដោះអាវ បានបើកទ្វារបន្ទប់របស់អ៊ំស្រីអាចមើលគាត់ទៀតផងហើយភ្នែករបស់ម្នាក់នោះក៏ខ្មៅដូចគ្នាដែរអាចមើលបានមួយភ្លែតគេក៏ចេញទៅវិញហើយថែមទាំងបិទទ្វារឲ្យទៀតផងមានអីផ្ទះកំពុងតែត្រូវបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគោផងបងស្រីនឹងស្រាប់តែទៅកំងជាងឲ្យឆ្លាក់រូបអប្សរាកំពស់2ម៉ែត្រមួយទៀតយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះ មិនចាំថ្ងៃណាឡើយយប់នោះតែម្ដងពេលដែលបងស្រីនឹងដើរកាត់រូបអប្សរាគាត់ស្រាប់តែបានឃើញភ្នែកអប្សរានោះបើកក្រឡាធំធំហើយថែមទាំងមានឈាមហូរមកពីភ្នែកទាំងគូនឹងទៀតផងឃើញហើយ
ធ្វើឲ្យគាត់មើលឡើងភ្លឹករហូតទាល់តែម៉ាក់របស់គាត់ដើរមកដល់ហើយទះស្មាមួយដៃទើបគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញមិនដឹងថាអប្សរានោះមានបារមីកាន់ឬក៏ខ្មោចកាន់នោះទេហើយមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅតែបានឃើញសភាវៈទាំងនោះជារឿយៗជួនក៏ខ្លាចជួនក៏មិនសូវខ្លាចតែក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់វត្ថុអស់ទាំងនោះ